vị, trong chương trình Đời Nghệ Sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chân dung nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh bước vào nghề năm 1985, công tác với đoàn cải lương Trần Hữu Trang, rồi đến đoàn tuồng cổ Minh Tơ, đoàn Sài Gòn 1. Kim Tử Long đạt huy chương vàng giải tuyển giọng Trần Hữu Trang năm 1992. Với gương mặt điển trai sáng sân khấu cùng với chất giọng ấm áp, nghệ sĩ Kim Tử Long đã thể hiện thành công các vai kép mùi thật xuất sắc, nhất là các vai võ tướng trong các vở cải lương tuồng cổ và Anh Chàng Nông Dân Chân Chất Thật Thà, vai người con Hiếu Thảo. Khán giả biết nhiều đến anh qua vai Nhiễn trong vở cải lương Song Dài, vai võ Đại Lang trong vở Võ Tầm Sát Tẩu, vai anh Út Cà Lâm trong vở Không Bán Tình Em. Sau đây mời quý vị cùng làm quen với nghệ sĩ Kim Tử Long. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, tên thật là Hoàng Kim Long, sinh ngày 17 tháng 10 tại Sài Gòn. Gia đình anh có 4 anh chị em, 3 nam 1 nữ, nhưng chỉ có mình anh theo nghề sân khấu. Anh có 3 người con gái, Hoàng Kim Phụng, Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân, đều hết lòng ủng hộ anh trên bước đường nghệ thuật. Kim Tử Long bắt đầu biểu diễn tại đoàn cải lương Trần Hữu Trang 3 vào năm 1985. Sau đó là đoàn Minh Tơ, đoàn Sài Gòn 1, Sông Bé, Văn Công Thành Phố, v.v. đều có sự góp mặt của anh. Năm 1992, anh đã đạt được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài ra, anh còn là một trong những diễn viên được yêu thích nhất do bạn đọc báo sân khấu bầu chọn trong nhiều năm. Năm 2000, một lần nữa, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã khẳng định khả năng biểu diễn của mình khi anh nhận được giải thưởng Tài Hoa Trẻ. Đến năm 2003, anh đã đạt được giải Mai Vàng. Và cũng từ năm 2003 đến năm 2004, anh đã tham gia nhóm hội ngộ tài năng để dàn dựng cũng như biểu diễn những vai diễn đi vào lòng công chúng. Kim Tử Long tâm sự, cuộc sống của anh đã trải qua nhiều vất vả. Sân khấu là một cái duyên và cũng là cái nghiệp. Cho dù cải lương ở trong giai đoạn nào, anh sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho bộ môn nghệ thuật dân tộc, vì cải lương chính là dòng máu trong anh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đời Nghệ Sĩ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp mặt với một nam nghệ sĩ mà khi nhắc đến anh thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn kép mùi. Vâng, đó chính là nam nghệ sĩ Kim Tử Long. Dạ, xin chào anh Kim Tử Long. Xin chào Trúc Phương. Kim Tử Long xin kính chào chương trình Đời Nghệ Sĩ, lời chào thân thương và kính trọng nhất. Dạ. Anh Kim Tử Long thân mến, anh có thể chia sẻ cùng quý vị khán giả chặng đường ban đầu để anh đến với bộ môn nghệ thuật cải lương được không ạ? Kim Tử Long thì vào nghề năm Kim Long mới có 14-15 tuổi thôi. Lúc đó thì được đi học giọng cổ với thầy Út Trong. Thì những cái năm đó là những năm còn đang học văn hóa, trốn cha mẹ đi đi học hát cải lương. Mà học thầy Út Trong được một năm thì đi ra ngoài thì đi sát nhập với đoàn cải lương phường 2 quận 8, một cái đoàn nghiệp dư thôi. Thì lúc đó thì Kim Long hát làm ảo thuật, là một số cái ảo thuật cho cái đoàn đó. Rồi thì trong đoàn có một cái vai nhỏ là vai của vai Tiểu Đồng trong vở Lục Dân Tiên, Triệu Nguyệt Nga. Thì cái vai đó là do Dương Quang là em ruột của nghệ sĩ Minh Dương thủ diễn gia Tiểu Đồng. Thì có một hôm thì Dương Quang bị bệnh không ai thấy, mà trong đoàn thì chỉ có mình Long là nhỏ nhất. Nó mới 14 tuổi, 15 tuổi gì đó. Nó cũng nhận đại lên hát. Và sau đó khi mà diễn được cái vai đó rồi, hát được một câu giọng cổ rồi, thì cái cảm nhận, cái làm như cảm xúc mình từ đó mình làm như là mình mê hay là mình yêu thích cái bộ môn này. Từ đó bỏ, không có đi học văn hóa mà cũng không học cái nghề ảo thuật nữa, mà chuyển qua tập tành hát giọng cổ, hát những bài bản cải lương. Rồi theo cái đoàn đó được gần một năm thì gia đình ba Long mới biết được là đi hát cải lương đi hát cho đoàn phường 2 quận 8. Thì ba Long nói là nhất nghề tinh nhất thương vinh. Mình có nghề nào mình phải học cho nó ra một nghề, chứ không có nhiều nghề thì nó không có nên. Từ đó ba mới đưa Long vào trong trường Trần Hữu Trang đi thi. Đó là khóa 2 của nhà hát Trần Hữu Trang. Chắc có lẽ là tổ nghiệp cũng phù hộ cho Long, là khi mà kêu vô thi đó thì Long không muốn thi. Sao chị... Kim Tử Long rất là đam mê nghề mà lại không muốn thi? Tại vì lúc đang đi hát có tiền mà. Hát đêm chỉ sáng ăn đủ đường tô hủ tiếu thôi. Nhưng mà rất là thích, tại vì nhỏ mà mình làm ra tiền mà. Thì vô thi thì
thi lần đầu tiên á, vô hát một bài vọng cổ, cố tình ca trật nghiệp nữa, cố tình ca cho nó rớt đi để cho về, thì ai ngờ đâu lại đậu vòng một, đậu. Đến khi mà vô vòng hai cũng nói trời ơi mình không có muốn thi mà tại sao lại đậu, thôi kệ, bà bắt đi vô thi cũng phải thi. Tới vòng hai thi tiểu phẩm thì ra ngoài đó làm tiểu phẩm thì mọi người nữa là tập dữ lắm, tập này tập nọ tập cho nó hoàn thành cái tiểu phẩm, còn Long thì không có tập gì trơn á. Thì đến hồi lúc mà vô thi ca câu vọng cổ rồi bắt đầu làm tiểu phẩm, cô Bảy Phùng Há kêu Long á là bây giờ con thử con làm cho mấy cô mấy thầy con một cái tiểu phẩm, bây giờ nó nói con không có tiểu phẩm, nó tại sao thi mà con không lo vậy, thưa thầy con vô con thi thầy kêu con làm gì con làm đó đó. Cái cô Bảy Phùng Há bây giờ con thử con làm một thằng bản báo ơi, cái nó dạ cái gì đâu, rồi cái là chạy là chụp đại một cái cuốn sổ trên bàn của thầy cô. Rồi cái ai có báo không, báo thời mới đi, rồi anh ra một hơi rồi xong đi về, rồi được rồi con đi về, vậy mà nó cũng đậu vòng hai. Rồi cái này giống như là tổ nghiệp rồi, cố tình chọn anh Long. Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Rồi cái tới vòng ba là vòng chung kết là chọn đó, anh vô anh cũng vậy, cũng không có chuẩn bị gì hết. Đến hồi lúc mà khi mà đọc điểm lên thì anh lại là bên nam anh là điểm cao nhất nữa. Thì đến khi mà vô mà mấy ngày đầu mà thầy cô đồ ngồi để mà học sinh này chuẩn bị vô lớp thì thầy mới nói các trò, khi mà má Bảy Phùng Há mới dạy về kỹ thuật biểu diễn, thầy mới nói là các con á, khi biểu diễn không cần phải gò bó tay chân, không cần phải cương cứng cơ bắp, phải diễn sao cho người ta thấy rằng mình không phải là diễn. Tại sao hồi đó trò Long mà được điểm cao là vì trò Long diễn mà như không diễn. Tại vì anh đâu có bao giờ anh tập đâu. Yeah. Mà nữa anh đâu có phải mà anh nhớ là tới đây phải cầm cái ly như thế này, hay là tới cái đoạn đó là phải bắt tay, hay là tới cái đoạn đó phải trừng mắt. Thành thử là anh lúc đó anh diễn bằng một cái bản năng của anh thôi, thành thử ra đó không có bị gò bó, còn các bạn thì bị chỗ này căng cứng chỗ kia ha. Thì đó là một cái, cũng là một cái bài học mà cô Bảy Phương Há đã dạy cho anh từ bắt đầu chập chững bước vào nghề, là khi mình biểu diễn là mình không có nên căng cứng cơ bắp, mình phải buông lỏng tất cả, mình buông thõng hết, mình đừng có đặt mình vô cái vị trí là mình đang biểu diễn, thì mình sẽ cảm thấy mình diễn nó thoải mái, mà người xem á họ sẽ thấy mình sống thật cái nhân vật thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.